lượn mãi bọc ghế sau ô tô, đổi màu nội thất ô tô tại Watch Pro. Khi quý khách đặt hàng ngay dưới video này hoặc liên hệ tới hotline 0916 816 393, 0858 302 555, 0913 651 544, quý khách sẽ nhận được những ưu đãi sau: giảm ngay 10% cho dịch vụ bọc ghế sau ô tô, giảm ngay 10% khi quý khách đặt hàng ngay dưới video này. Khi các bạn mua gói combo, chúng tôi sẽ để lại cho giá cực rẻ, chỉ với 5 triệu đồng áp dụng cho xe 4 5 chỗ, 7 triệu đồng áp dụng cho xe 6 7 chỗ. Là đã sở hữu chọn gói combo về độ nội thất bao gồm: bọc ghế da công nghiệp 1 cao cấp, 80% da thật Singapore, khuyến mãi 4 vách cửa bọc da trị giá 1,2 triệu đồng, khuyến mãi 1 bình xịt dưỡng da trị giá 300.000 đồng, miễn phí 100% công lắp đặt, miễn phí giao hàng hai khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cam kết kiểm duyệt chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ kỹ càng trước khi sản phẩm giao cho khách, bảo hành 3 đến 5 năm. Chúng tôi sẽ hoàn tiền 100% cho khách hàng nếu khách hàng phát hiện da bọc có chất lượng không đúng như cam kết ban đầu. Ví dụ như bọc da công nghiệp loại 1 lại đội da công nghiệp loại 2, giả da nhằm thu lợi nhuận không chính đáng. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp OneTech Pro, hotline 1, tư vấn kỹ thuật 0916 816 393, 0858 302 555, hotline 2, tư vấn báo giá 0913 651 544, website onetechpro.vn, bọc ghế da ô tô.com, email onetechpro.vn@gmail.com. OneTech Pro, nơi nâng tầm cho xe của bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Hãy nhấn giúp chúng tôi đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi có thêm động lực để tạo thật nhiều video bổ ích hơn nữa và nhận ngay thông báo khuyến mãi từ OneTech Pro. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ nó giúp chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn quý vị và các bạn vào một video lần sau.